chỉnh để làm ra một bộ quần áo bắt đầu rừng nó như thế nào. Thì video ngày hôm nay quay cho các bạn quá trình để làm ra được một bộ quần áo bắt đầu rừng nó sẽ diễn ra như nào. Đầu tiên đây thì con có thể nhìn thấy đây, đầu tiên là công đoạn là gấp vải như này nhé. Vải này thì là vải bạt cho cô đây ạ. Mặt màu xanh này nó sẽ là mặt trong, còn mặt màu nâu này thì nó sẽ ở bên ngoài đây ạ. Khi mà các bác gấp vải như này rồi này thì chúng ta sẽ tiến hành cắt tôi ở bên trong này nhé. Thì mình sẽ tiến hành may ạ. Đây. Bên nhà em thì trải qua rất là nhiều công đoạn. May này các bác nhìn này, đây là may cái vị trí này, vị trí lỗ thỏ này, ô thoáng này. Đó. Sau đó thì sẽ tiến hành may như thế này. Đây, các bác đi xuống này nhé. Mẫu ủng đều là ủng ngắn hết rồi, ủng là ủng dài, khi nhà em nhập về là ủng dài, nhưng đều là cắt ngắn hết. Cắt ngắn để làm gì ạ? Để trong cái quá trình mà chúng ta có gọi là trèo cây thì nó cũng rất là đơn giản, nó sẽ dễ dàng nhẹ hơn, ủng mềm, nên là khi đeo ấy rất là thoải mái, nên các bác yên tâm với em. Đây, các bác sẽ vào đây đi cùng đi vào đây cùng em này. Thì nó sẽ thành phẩm như thế này. Bên em sẽ đóng gói rất là cẩn thận để gửi về tay các bác. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến các bác một cái bộ quần áo bắt ong mà bán chạy nhất ở bên em, đó chính là bộ bạt ô tô. Bộ quần áo bắt ong được làm từ bạt ô tô như thế này thì hiện tại nhé, ưu điểm của nó là nhẹ, an toàn. Với bộ này thì đã có thể là bắt được tất cả các loại ong rồi. Và đặc biệt hiện tại bên em đang có một chương trình tặng cho các bác, tặng quà, tặng cho các bác một đôi găng tay. Ừ, tại để khi mà các bác đi đeo thì đi bắt ong ấy, mình đeo vào thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều này. Và bên em sẽ tặng các bác một cái tờ quy trình để giúp các bác là mặc quần áo ong đúng cách, và tặng cho các bác một móc chìa khóa nữa cũng rất là đẹp luôn. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết về bộ quần áo bắt ong của cô này nhé. Bộ này thì mẫu là mẫu mới nhất của năm 2024 ở đây ạ. Đầu là đầu vuông đây. Đó. Mặt kính meca màu vuông trong suốt như này, để khi mà mình đi bắt ong ấy thì là nó sẽ rất là đơn giản thôi, tầm nhìn sẽ rất là rộng, không bị che khuất tầm nhìn. Và bên trong thì là một lớp khóa như này nhé, bên ngoài thì được tráng, còn có một lớp dính như thế này các bác này, bên ngoài có một lớp dính như này để cho nó sẽ là an toàn. Khi mà các bác kéo khóa lên thì lưu ý là các bác phải dính cả cái lớp dính này vào cho em, dính hết lượt vào thì nó sẽ là an toàn, ong không chui vào bên trong và đốt ở cái vị trí này được. Có nhiều bác mà chủ quan ấy, các bác không kéo khóa lên thì vẫn bị đốt bình thường nhé. Đây, bởi vì cái vị trí này nó là vải và luôn luôn là thiết kế đây ạ, sẵn vào cái vị trí ở độ quạt này. Đó, vị trí này thì cú lưới là để pin cho em nhé, rất là ok luôn, liền ủng liền găng tay liền đâu. Và ở bên em thì là một xưởng may, thế nên là sẽ cung cấp cho bác tất cả những cái size số từ tức là từ những cái mẫu có sẵn ấy, thì là sẽ từ 55 cho đến 1m8 mà sẽ vừa. Còn với những bác có chiều cao hơi thấp hoặc là mình sẽ bị cao quá ấy, thì mình sẽ đặt may riêng. Bên em có may riêng, có nhận may riêng cho tất cả các chiều cao phù hợp với lại cái chiều cao và cân nặng của các bác. Và các bác có nhu cầu muốn mua hàng thì hãy gọi điện số hotline em luôn luôn để trên góc màn hình, số đó của em có Zalo. Bên em sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn cho các bác một cách nhiệt tình nhất và lên đơn cho các bác một cách nhanh chóng nhất.
Còn nội dung video ngày hôm nay của em xin được tạm dừng tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video ngày mai. Chào tất cả các bác ạ.